Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15. Mặc dù dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ lần đầu tiên xin ý kiến, song được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cho rằng dự án luật được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầy đủ, đúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị ra soát các nội dung liên quan đến quyền của con người, quyền công dân để bảo đảm tính thống nhất của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành. Về việc dự thảo luật bổ sung thêm 3 đối tượng cảnh vệ, các ý kiến phát biểu cho rằng việc bổ sung là cần thiết vì Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều là những chức danh có vị trí, tầm quan trọng trong hệ thống chính trị. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với chất lượng chuẩn bị như hiện nay, dự án luật đủ điều kiện để trình với Quốc hội, xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ dự án luật và có giải trình để bảo đảm chất lượng dự án luật đạt được sự đồng thuận cao.